Bỉ là đội bóng có giai đoạn nắm vị thế số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Nếu như đây là quần vợt, Bỉ chỉ là một cá nhân, thì năng lực của họ là không thể chối bỏ. Nhưng mà cái bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới thì thật sự chỉ mang tính chất tham khảo. Nó cũng từng bị chỉ trích là có cách cộng trừ điểm nhiều sự bất hợp lý. Nhìn ngay vào Vương quốc Sô-cô-la là dễ dàng khẳng định được điều đó thôi. Không có một danh hiệu nào xuyên suốt cả chục năm trời, dù đội hình mà họ sở hữu hiện tại thì có lẽ là tốt bậc nhất trong lịch sử. Bỉ giống như một vị vua mà chẳng ai biết lý do thực sự khiến họ được tôn sùng là gì. Còn nếu danh hiệu không nhất thiết phải thuộc về đội bóng mạnh nhất, đó sẽ là lý luận của những kẻ thờ tụng những thống kê, những bác học điên mà thôi. Bỉ đã xa dần những ngày tháng mà thế hệ vàng của họ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp. Trong kỳ World Cup 2022, họ đã phải từ biệt tay lái lụa từng gồng gánh cả tập thể đến vị trí thứ 3 trong kỳ World Cup trước đó, Eden Hazard. Rồi những cá nhân xuất sắc nhất như là Lukaku và Kevin De Bruyne thì cũng đã đều bước qua tuổi 30. Thật khó để trở thành khối động cơ bền bỉ như trước được nữa. Kỳ Euro 2024 chỉ còn cách thời điểm này có hơn 2 tuần nữa. Và cũng mới vừa qua thì đội tuyển Bỉ đã thông báo về đội hình 26 cái tên chính thức của họ. Rất nhanh chóng thôi, liên đoàn đã nhận về một rổ gạch đá từ người hâm mộ, ngay từ vị trí người gác đền số 1. Đội hình mạnh nhất của Bỉ không có gì bất ngờ sẽ là 4-3-3. Nhưng điều này thì chẳng ảnh hưởng đến chất lượng của vai trò người gác đền. Cái tên số má nhất trong khung gỗ mà người hâm mộ có thể ngay lập tức nghĩ đến vào lúc này là Thibaut Courtois. Thủ thành vẫn đang ở vị thế xuất sắc nhất thế giới, theo lời của Carlo Ancelotti. Bằng một cách nào đó, dù đã bình phục cách đây không lâu, nhưng không được đả động đến trong danh sách cuối cùng. Nhưng đây được cho không phải là một diễn biến bất ngờ. Giới mộ điệu còn cho rằng trận đấu vào tháng 6 năm ngoái của Thibaut Courtois có thể đã là trận cuối cùng của anh với đội tuyển này. Huấn luyện viên trưởng Domenico Tedesco và Thibaut Courtois thực sự đã có một mối bất hòa, khiến thủ thành thuộc biên chế của Real Madrid bị tước băng thủ quân. Sau đó là những phát biểu ngay từ tháng 3 khẳng định về một kỳ Euro không có Thibaut Courtois bất kể như thế nào. Hiện tại có 3 thủ môn được triệu tập trong mùa giải này: Coen Castell của Wolfsburg, Thomas Kaminski của Luton Town, Matt Sells của Nottingham Forest. Cả 3 người gác đền này đều không có một ai dưới ngưỡng 30 tuổi cả. Có thể cảm nhận rằng mức độ lo lắng trong khung gỗ của đội tuyển xứ Sô-cô-la đang tăng lên như thế nào, đặc biệt là sau khi Thibaut Courtois bị loại ra. Kaminski và Marcel đang lần lượt đầu quân cho Luton Town và Nottingham Forest, những đội bóng đáng thương tại Premier League mùa giải trước, thường xuyên trở thành bia đỡ đạn cho những tập thể hàng đầu. Kaminski thực tế mới chỉ có một trận đấu đầu tiên cho đội tuyển quốc gia ở độ tuổi 31, cho thấy phương án này là cố chấp như thế nào từ Tedesco. Trong khi đó, Coen Castell thì chưa bao giờ được đánh giá là một thủ thành hàng đầu của Bỉ hay tại Bundesliga. Anh đang có những trận đấu rất tệ kéo dài liên tục và hết mùa này cũng chấm dứt hợp đồng với Wolfsburg sau gần 9 mùa giải gắn bó. Marcel và Castell đều đã có 3 trận đấu tại khuôn khổ vòng loại. Marcel hiện sẽ được đánh giá cao hơn cho vị trí xuất phát. Gác lại những lùm xùm xoay quanh vị trí thủ môn một chút, chúng ta cùng đến với bộ tứ vệ mạnh nhất mà Bỉ có thể xuất phát trong chiến dịch lần này. Những cái tên sẽ được chọn từ danh sách sau: Timothy Castagne của Fulham, Maxime De Kuyper của Club Brugge, Zeno Debas của Anderlecht, Valt Faes của Leicester City, Thomas Meunier của Trabzonspor, Jan Vertonghen của Anderlecht, Arthur Tietze của Stade Rennes, Axel Witsel của Atlético Madrid. Có thể thấy có đến 4 cầu thủ trong danh sách này hiện đang thi đấu ngoài địa phận 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu cùng với độ tuổi từ đã sát sườn dốc sự nghiệp. Cả Meunier và Witsel dĩ nhiên đều sẽ chỉ là những sự lựa chọn tình thế nếu chấn thương hay vấn đề phong độ xuất hiện. Dựa vào giai đoạn của vòng loại, có thể dễ dàng tìm ra 4 cái tên phù hợp nhất trong đội hình xuất phát của tuyển Bỉ ở chiến dịch Euro 2024 này. Đó là Jan Vertonghen và Valt Faes ở khu vực trung tâm, hai hành lang cánh không thoát được Timothy Castagne và Arthur Tietze. Bởi vì 4 cái tên này đều có ít nhất là 7 trên 8 trận đấu ở vòng loại, nên chúng ta có thể chắc chắn là họ sẽ xuất phát ngay từ đầu mà chẳng có sự thay đổi nào. Trong số này thì cụ Jan Vertonghen hiện đã 37 tuổi nhưng vẫn được tín nhiệm cao. Zeno Debas thì sẽ là cái tên chờ đợi cơ hội ra sân sau một mùa bóng khá thành công bắt cặp cùng với người đàn anh Vertonghen tại Anderlecht. Chuyển sang hàng tiền vệ, binh đoàn dưới sự dẫn dắt của Tedesco sẽ chọn ra 3 cái tên tốt nhất từ những cầu thủ được triệu tập sau: Yannick Carrasco của Al Shabab, Kevin De Bruyne của Manchester City, Aurel Mangala của Olympique Lyon, Amadou Onana của Everton, Yuri Tielemans của Aston Villa, Arthur Vermeeren của Atlético Madrid, Aster Viran của Wolfsburg.
Với Yannick Carrasco và Aurel Mangala ra sân đầy đủ trong cả 8 trận đấu vòng loại thì có thể thấy việc họ xuất phát từ đầu trong chiến dịch lần này chẳng hề bất ngờ. Người được tín nhiệm rất lớn trong vai trò tiền vệ trụ là Amadou Onana với 4 lần ra sân tại vòng loại. So với Vrang và Tielemans thì Onana nổi trội hơn khi có thể đá single pivot được. Trong bối cảnh Kevin De Bruyne trở lại sau chấn thương và hứa hẹn sẽ tiếp tục trở thành khối óc của đội tuyển Bỉ, để cân đối khối đội hình thì ba cái tên tốt nhất xuất hiện sẽ là Yannick Carrasco, Onana cùng với Kevin De Bruyne ở hàng tiền vệ. Chuyển sang hàng tiền đạo 3 người, những lựa chọn sẽ được đưa ra từ nhiều gương mặt: Johan Bakayoko của PSV Eindhoven, Charles de Ketelaere của Atalanta, Jeremy Doku của Manchester City, Romelu Lukaku của AS Roma, Dodi Lukebakio của Sevilla, Loïs Openda của RB Leipzig và Leandro Trossard của Arsenal. Nhưng xét về phong độ trong mùa giải trước, quả nhiên là không khó để tìm ra ba cái tên tốt nhất. Khán giả chắc cũng đều có thể đoán được nhanh chóng thôi. Từ bên trái sang đó là Doku, Lukaku và Trossard. Những nhân tố dự bị chất lượng là Openda, Lukebakio thì cũng sẽ có những phút ra sân thi đấu nếu đội hình chính tỏ ra thiếu sự sắc bén vào cuối trận. Như vậy thì đội hình mạnh nhất của tuyển Bỉ dựa vào công bố chính thức và những lựa chọn của Tedesco trong giai đoạn vòng loại bao gồm thủ thành Marcells, bộ tứ vệ sẽ là Tiete, Vertonghen, Faes và Castagne. Hàng tiền vệ 3 người là Carrasco, Onana và Kevin De Bruyne. Trên hàng tấn công thì Doku, Lukaku và Trossard sẽ là những sự lựa chọn mang đến sự áp đảo trong vòng cấm địa của đối thủ. Tuyển Bỉ trong kỳ Euro này không hề yếu nếu xét đến tổng thể chất lượng nhân sự. Huấn luyện viên Domenico Tedesco cũng cho thấy sự quyết đoán với những quyết định sẵn sàng đi ngược lại số đông. Nhưng cách xử lý như là loại bỏ Thibaut Courtois hoàn toàn có thể gây tác dụng ngược, khi mà dù ở độ tuổi 32, anh vẫn hiển nhiên nên là sự lựa chọn ngay từ đầu không cần phải bàn cãi. Tuyển Bỉ dù có chất lượng từng cầu thủ, nhưng phần lớn trong số đó thì đều là những cái tên đã chạm đến hay thậm chí là bước qua tuổi 30. Thủ môn hơn 30 tuổi không phải vấn đề, nhưng Vertonghen tuổi 37, Carrasco tuổi 30, Kevin De Bruyne tuổi 32, Lukaku tuổi 31. Nó sẽ khiến cho thế trận sau 1 giờ thi đấu đầu tiên của Bỉ bị xoay chuyển vì vấn đề thể lực nếu không có những sự xoay tua kịp thời. So với kỳ Euro 2021, có lẽ sức mạnh của đội tuyển xứ Sô-cô-la cũng không có sự thay đổi nhiều. Vẫn sẽ là Jeremy Doku tung hoành bên hành lang cánh, Kevin De Bruyne với những đường tỉa bóng số má và một Lukaku có thể sắm vai người hùng hoặc là kẻ hủy diệt những khoảnh khắc vàng. Tuyển Bỉ dù sao ở góc độ cân bằng thì họ vẫn nhỉnh hơn là Croatia, dù cũng đang phải chấp nhận một thời kỳ mà thế hệ vàng dần qua đi trước mắt. Ngoài ra ở bảng E, với chỉ Romania, Slovakia và Ukraine, việc thầy trò Tedesco dễ dàng có được vị trí dẫn đầu là điều đã được nhận định từ sớm. Vòng loại của giải đấu đã chứng kiến con quái vật trở lại là Romelu Lukaku với 14 bàn thắng ghi được, cao hơn cả Ronaldo, minh chứng cho tầm ảnh hưởng của anh cùng với tấm băng thủ quân. Nếu như quái vật mang chiếc áo số 10 tiếp tục đảm nhận vai trò đem tới đầu ra một cách ổn định từ Kevin De Bruyne và Doku, hai cỗ máy mở ra cơ hội hai bên hành lang cánh, thế thì việc Bỉ tiến sâu là có thể xảy ra. Vẫn như những mùa giải trước, hàng thủ của Bỉ không được đánh giá quá cao so với những đại diện hùng mạnh nhất. Thế nên, nếu mà hàng công im bặt thì Tedesco cùng với các học trò sẽ xác định là một mùa bóng không thành công đang ở trước mắt thôi.